Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh của Duy Khải Gaming. Và Duy Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ. Và video này thì Khải muốn show cho anh em xem nó là bản kỹ năng của Khải hiện tại đang được cộng kỹ năng một, vốn có một cốc nha anh em. Tại lực tay Khải là 5K9 vào tống kim thì Khải, theo Khải dự đoán thì cánh thông đất thì nó sẽ đạt mốc 3, đó là khoảng 6K7 lực tay, 6K7 lực tay của đường môn. Rồi đây là trang bị của Khải đây. Đó, điểm này, hiện tại bây giờ Khải mất dòng Evan rồi. Mất dòng Evan là mất 200 máu nè. Chứ không là nếu có Evan nữa máu Khải khoảng 3K7. Và tống kim cắn lắc lên được 4K mấy là đẹp rồi nè. Rồi cho anh em xem đồ lần cuối nè. Này là đồ này là Khải đủ đồ đó nè. Khải chỉ thiếu ngọc bội 540 thôi nè em ơi. Đây, phòng thủ 19, đó, nó một cái nón lá khá là đẹp. Lần này là build cuối cùng rồi nè em ơi. Tại vì là Khải cũng dự định thay chón nhưng mà Khải không cần. Rồi, tiếp tục là diện kháng cả 15 hồ thổ. À, áo 40 hồ thổ. Một cái nỏ thì anh em cũng đã xem trên kênh rồi, hoàng binh khá là châu chó luôn, 17 lần. 20-32 và sinh lực 103. Bao tay khăn lôi, sinh lực lực và lái cho mình cái kích dòng 2 của cái phần thủ lý 17 của đai lưng. Khải ưu tiên thủ lý với kháng như nè. Đó, hai món thủ lý với dây kia. Cái dây chiên. Rồi nhận cho thì kháng hỏa 20. Dây thì kháng hỏa 25. Rồi ngập nhẫn thì làm chậm 40, sinh lực lực, rồi ngập bội làm chậm 30, sinh lực lực. Khả năng build thêm cái ngập bội làm chậm 40 là ok nè. Đang cần ngập bội làm chậm 40 dòng 1 là ok. Đó, đặt móc làm chậm 80. Vậy thôi. Rồi móc thời gian cũng đọc thì 40. Chón khỏi luôn nha nè. Khải khỏi chơi chón nha nè. Không, Khải không chơi chón. Đó. Khải ưu tiên kháng hơn, Khải không chơi chón. Đó. Hiện tại khi năng vẫn có cầm một là lực tại 5K9. Nếu có thiếu lâm là như là 5K6. Ồ, có thiếu lâm là Khải nghĩ nếu có thiếu lâm nữa là 6K2 nha nè. Nếu mà trong bang Khải có một thiếu lâm là sẽ có được lên 6K2. Thiếu lâm sẽ tăng Khải khoảng 300 lực tay ấy. Đó, nhưng mà đó anh em thấy chưa, có thiếu lâm này 6K2 thấy chưa. Kiểu này mà vào trong tống kim Khải cắn lắc ít nhất phải tầm 6K7, 6K8 đặt móc là bình thường nè. Đặt móc của đường môn 6K7 luôn, đặt móc 3 lực đam của đường môn luôn. Đó, đó, nói chung là khá nhiều anh em cứ hỏi đồ đạt thì lần này cũng như là Khải sẽ up lại trên kênh cho anh em xem. Đồ Khải chính thức là như vậy thôi, ưu tiên kháng. Đó, em xem lại một lần nữa rồi off video. Đừng quên ủng hộ một like, chia sẻ nha. Mà tối nay sẽ khai đào trận tống kim đầu tiên. Bữa giờ thì up đồ thì cũng có up, nhưng mà up xong thì Khải lại đánh công thành chiến, rồi lại tiếp tục đó là thiên tử, rồi tập thiên tử, nên là chưa có một trận tống kim nào ra trò cả anh em. Đó, tối nay mới gọi là trận tống kim đầu tiên của đường môn của Khải. Cố gắng sẽ lên top trên top 10 cho anh em xem. Đó.